Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử sắc Nguyễn Xuân Phú từ quyết định bỏ công việc nhà nước đến ông chủ săn hào. Sắc Phú là một doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình truyền hình Sắc Tăng Việt Nam. Ông chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn săn hào, doanh nghiệp sản xuất các thiết bị đồ gia dụng nổi tiếng Việt Nam. Sắc Phú có tên thật là Nguyễn Xuân Phú, ông sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ông là doanh nhân nổi tiếng người Việt Nam. Hiện ông Phú đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn săn hào, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn. Ông được biết đến là một trong những nhà đầu tư của chương trình Sắc Tăng Việt Nam mùa thứ hai. Sắc Phú sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông quyết định theo học ngành tài chính kế toán tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã tiếp xúc và làm quen với công việc kinh doanh buôn bán để phụ giúp gia đình. Chính điều đó đã giúp cho ông có được rất nhiều những trải nghiệm, kinh nghiệm và sự hiểu biết để lựa chọn cho mình một con đường kinh doanh phù hợp nhất. Về quá trình công tác, năm 1992 đến năm 1994, nhân viên phòng tổ chức công ty Petrolimex. Năm 1994 đến năm 1995, phó phòng xuất nhập khẩu công ty Vemes. Năm 1996 đến năm 1999, trưởng phòng vật tư Ford Việt Nam. Năm 2000 cho đến nay, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn săn hào. Năm 2015 đến nay, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư săn hào toàn cầu. Năm 2005 đến nay, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn săn hào Việt Nam. Năm 2012 đến nay, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn. Về quá trình khởi nghiệp và sáng lập săn hào của sắc Nguyễn Xuân Phú. Để trở thành một doanh nhân tỷ phú thành đạt như hiện nay, chủ tịch săn hào đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Quyết định từ bỏ công việc nhà nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Phú đã được tuyển dụng làm cho tổng công ty xăng dầu Petrolimex. Tuy nhiên, cảm thấy công việc quá nhẹ nhàng, không thỏa mãn mong mỏi của bản thân khi mà học ngành kinh tế, ông đã quyết định nghỉ việc. Quyết định này đã được đưa ra sau khi ông vừa đăng ký vào biên chế nhà nước khoảng 1 tháng rưỡi. Ông đã dành thời gian theo học ngoại ngữ là tiếng Anh để có thể xin việc cho một công ty nước ngoài. Nhờ vốn tiếng Anh của mình, ông đã được nhận làm công việc xuất nhập khẩu cho một công ty của Đài Loan. Nhưng được một thời gian, ông quyết định thôi việc khi cảm thấy không còn phù hợp nữa. Rời công ty xuất nhập khẩu, ông quyết định đầu quân cho công ty Ford Việt Nam. Quá trình làm việc tại Ford đã giúp cho ông tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong suốt quá trình làm việc, ông đã không ngừng học hỏi cách quản lý, điều hành doanh nghiệp của các công ty nước ngoài. Trong gần 10 năm làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ông đã gắn và tích lũy cho bản thân một số vốn để có thể theo đuổi ước mơ từ kinh doanh của mình. Về quá trình khởi nghiệp và sự ra đời của săn hào, trải qua 10 năm làm thuê kể từ khi tốt nghiệp đại học, Sắc Phú đã quyết định khởi nghiệp với số vốn 2.000 USD. Ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thắng vào năm 2000 và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gia dụng như xoong, nồi, chảo. Đây chính là công ty tiền thân của săn hào. Sau khi quyết định liên doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn săn hào Hàn Quốc thì công ty đã được đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn săn hào. Trong suốt 18 năm hoạt động, hiện nay săn hào đã trở thành doanh nghiệp ngàn tỷ của Việt Nam. Bên cạnh đó, tập đoàn còn sở hữu 7 công ty thành viên, 6 nhà máy với tổng diện tích lên tới 40 hectare. Theo thống kê doanh thu năm 2017, săn hào đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Đến nay, săn hào có mạng lưới phủ sóng rộng lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả thị trường quốc tế. Hiện nay, tập đoàn đã có 5.000 điểm bán khác nhau, sản xuất hơn 450 nhóm sản phẩm gia dụng thiết yếu. Săn hào đặt ra mục tiêu trở thành tập đoàn trên 5.000 tỷ vào năm 2021-20 và mở rộng thị trường phục vụ 350 triệu dân.
Với vai trò là cha đẻ, người lãnh đạo của Săn Hào, Sắc Nguyễn Xuân Phú không ngừng xây dựng những chiến lược phát triển để giúp đứa con tinh thần giữ vững được vị thế trên thị trường. Bằng quan điểm kinh doanh đúng đắn, hợp lý, ông rất tự tin khẳng định rằng mình chưa biết đến hai từ thua lỗ trong suốt 18 năm làm kinh doanh. Khi được hỏi tiền nhiều để làm gì, ông đã khiến cho nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ, thán phục câu trả lời rất hay của mình. Ông cho biết, tiền nhiều chỉ có ý nghĩa cho người có tham vọng, muốn làm gì đó cho nhân loại. Nếu cá nhân nào không có tham vọng đó, không nhất thiết phải nhiều tiền làm gì, bởi nhiều tiền có khi là khổ chứ không hạnh phúc. Về khối tài sản của doanh nhân Nguyễn Xuân Phú, nổi tiếng là một doanh nhân tài giỏi. Nếu dư luận rất tò mò về khối tài sản mà ông Nguyễn Xuân Phú Săn Hào đang sở hữu, năm 2017, với doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng của Săn Hào, ông Phú đã thu về tay khối tài sản khổng lồ. Bởi ông là người đang sở hữu 50% cổ phần của Săn Hào hiện nay, ước tính tài sản của ông lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mặc dù chưa có một con số thống kê cụ thể. Ông luôn quan niệm rằng tài sản thặng dư của cuộc đời mỗi người là con cáo, không phải của cải. Cha tôi từng dạy tôi như vậy và tôi cũng muốn truyền lại cho con cái mình thông qua bữa cơm gia đình. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.